tình cho trăm năm nữa, năm nữa đẹp chuyển chúng mình trong sự sanh. Hàng Long thằng mắt thưởng của ta kia.
tại sao nhà ngươi lại đứng yên không chấp đánh? Trời A Châu, anh đã đánh A Châu, anh đã giết em. Trời ơi, anh là kẻ đã gây nên tội. A Châu ơi, em hãy tha thứ tội cho tội của ai trên tâm thân em sẽ nói rõ ràng. Đừng sợ em phiền, đừng lo em thèm. Dễ có đời em từ nay trọn vẹn con rồi. Nguyễn Thái chính em đã lập mưu bài kế tìm ra tên họ kẻ thù, ngờ đâu ấy là thân phù vô tình sắp gây tội ác, là tiếp tay anh sát hại em đường. Anh biết mai này tôi đang